Mắc ỉa hả? Đi đâu vậy? À, em chào anh. À, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em 21. 21 hả? 21 hả? 21 biết tuổi con gì không? Con thỏ. Con thỏ hả? Tuổi con thỏ. Em nghe nói ở đây nhiều em mấy em gái thích anh lắm phải không? Có. Có không? À, con thỏ là hình như là đi theo chị Hằng rồi đó. 12 con giáp rồi. Chú thỏ là đi theo chị Hằng. Còn lại đó là 13 con phải không? Chú thỏ theo chị Hằng còn lại có 12 con à. Rồi em cũng nghe nói anh bộ hay tắm sông lắm hả? Tắm sông. Ủa? Có lúc tắm lần, nắng mới tắm. Nắng hả? À? Sao không tắm mình tắm nước mình đi tắm sông? Nước này không có. Sông, nước có mà, có không? Sông mà, cái kia ngoài kia kìa. Ờ, sao cứ tắm sông. Rồi nghe múa hát gì nữa hả? Không có, em hát. Có không? Không có nào hát đây nè. Hát cái gì? Đi hồi hát á. Đâu hát nghe ăn bản thôi. Em biết hát. Không biết hát hả? À, anh nhiêu tuổi? Em 21. À, tuổi con gì? Con thỏ. Con thỏ ha. 21 tuổi con thỏ. Ừ, là tinh thần của đây nằm giọng à. Nằm giọng thôi ngồi chơi anh em ngồi nói chuyện chơi anh. Nói chuyện xíu nè. Nằm giọng hả? Nói chuyện xíu, nói chuyện chơi. Sao vậy? À, nói chuyện mà năm hả? Em thích nói chuyện với anh nè. À, thì nghe cô chú ở đây nói nè cô chú, thì ảnh cứ giấc trưa là hay phóng xuống dưới sông á. Ủa đi đâu vậy? Sao không nói chuyện? Mất cả nặng bụng hả? Ừ, thôi lên đây em lên nói chuyện chứ. Sao mà chui vô đó nằm trong đó vậy? Anh tên gì mình biết không? Anh tên Thương. Tên gì? Thương. Thương hả? Thương. Thương 21 tuổi, tuổi con thỏ ha. Ủa sao nhớ đâu có tuổi thỏ đâu ta? Có. Có không? Có luôn hả? 13 con giáp là con thỏ là đi theo chị Hằng rồi. Còn lại có 12 con à. Thỏ là ăn cái gì? Ăn cơm. Thỏ ăn cơm hả? Thỏ ăn cà rốt mà. Thỏ ăn cơm hả? Rồi sáng giờ ăn cơm chưa? Ăn rồi, mới ăn xong. Mới ăn xong. Em nghe nói là... À, anh Thương là hay nhảy xuống sông rồi xuống cái đó tắm rồi một tắm một cười một mình phải không? Ừ. Sao vậy? Xuống dưới đó tắm có ai dưới đó không mà xuống đó tắm rồi cười một mình? Có cười. Có không? Có cười không. Một mình không? Không, không có hả? Ừ. Mặt rất là đẹp trai cô chú. Rất là đẹp trai luôn. Nghe nói là nhiều em gái thưa đeo đuổi lắm phải không? Có không? Có anh Tràn á. Có ai? Anh Tràn nào? Má. À, sao bé là sao đó là trai gái đuổi nhóc luôn á. Đuổi nhóc luôn ừ. Còn à, Thương không có hả? Không, không có. Ủa Thương đẹp trai mà có. Thương mình đừng có đưa giỏng anh đưa giỏng cái hồi em đau đầu quá à. Em chóng mặt thôi à, mình lên đây ngồi nói chuyện tí đi. Ừ. Sao vậy? Chỉ là giấc trưa là anh Thương hay ra ngoài đây để mình máng giỏng mình nằm hang. Ở đây cây thông nè cô chú mát lắm luôn á. Lên nói chuyện tí nè, anh em ngồi nói tâm sự tí đi. Mình hỏi chuyện tí à, đi lên đây. Giờ em hỏi lại một lần nữa nè. À, anh Thương năm nay bao nhiêu tuổi? Em 21. 21 tuổi con gì? Em thỏ. À, tuổi con thỏ ha. Và bây giờ em vô trong nhà rồi em hỏi ba mẹ anh thử phải tuổi con thỏ không ha. Thôi mình đi vô ăn cơm. Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm trứng. Trứng ha. Ngon không? Ngon. Ừ, ăn được mấy chén? Con chén à? À. Sao ăn ít vậy? Ăn ít. Ừ, dưỡng heo cái gì? Ngày ăn ba cử. Ngày ăn ba cử luôn. Ngày cử mấy chén? Cử ba chén. Ờ, à, mới sao mới nói ăn chén mà. Quên cái gì? Ăn rồi, ăn ngày nữa à. À, ăn ngày mấy cử? Ngày ba cử chị ăn lần nữa. À, chiều ăn lần nữa ha. À, ăn lần là mấy chén? Chén nữa hả? Sao nãy nó ba chén? Chiều ăn, sáng ăn, chiều ăn. À, tính gộp lại ha. Tính là tính gộp lại ha. Là ba cử ba chén ha. Ờ, ok. Thôi vậy Thương ơi, lên đây mình nói chuyện tí ơi. À, bây giờ Thương dẫn Thủy với lại anh Hùng Mạnh vô trong nhà mình giới thiệu sơ xíu được không? Ừ. Em giới thiệu đâu.
không giới thiệu hả? Thương thương dẫn vô giới thiệu mỗi năm gì đó. Em biết, em không biết giới thiệu. Cứ vô, đây là mỗi năm rồi, đây là bà nội gì đó. Không có. Không có mà. Thương ở với ai? Nội. Ở đó. Anh cũng biết thưa ai đâu. Hả? Em biết thưa ai đâu. Không biết thưa ai là sao? Đừng có đưa lắc chóng mặt quá. Anh chóng mặt quá. Đừng có đưa thương. Chóng mặt quá à. À dạ thì cô chú thì... Thương ở đây có bạn không? Không có. Không có bạn hả? Vậy anh làm bạn thương ha. Ôi. Sao vậy? Hả? Không. Sao không? Ôi. Anh... mắc ỉa hả? Đi đâu vậy? Ở đâu vậy? Ờ, tới cái cơn gì vậy cô chú? Chạy nữa. Rồi, chạy đâu rồi? Dạ cô chú chị ơi, thì đây là căn nhà của em Thương á. Dạ con chào chú, con chào cô. Dạ. Dạ, cô Quang đang ngồi đi cô, mình ngồi nói chuyện một tí hả cô. Tại con cũng nghe cô chú ở đây gọi cho con á, thì cũng gọi cho con là giới thiệu cái hoàn cảnh của gia đình của cô chú á. Cô nhiêu tuổi rồi cô? Trung bình đó. Bà sinh một cái năm mốt. Năm mốt. Năm ba. Năm ba. Năm ba là 71 tuổi, 69 tuổi à. Dạ. Còn chú nhiêu tuổi? Chú là 1 tuổi luôn. Dạ, 69 luôn ha. À, cái em Thương đó là với chú là quan hệ như thế nào chú? Cháu nội. Cháu nội ha. Dạ thì em Thương đó thì ba mẹ hiện tại giờ đang ở đâu chú? Ba mẹ mất rồi, mà cha thì là bỏ nhà hơn 2 năm rồi mà không biết là tìm kiếm ở đâu nữa, là cũng ba là cũng như vậy luôn. Dạ. Dạ thì cô chú ơi, thì ngày hôm nay tụi con cũng tới đây á, thì cũng qua cái sự giới thiệu của một cái người anh. Thì mới hồi nãy thì tụi con cũng có trò chuyện một xíu với lại em Thương. Thì bây giờ cô chú có thể cho con cũng như là những người khán giả biết được là hiện tại thì em Thương đang mắc căn bệnh gì không cô chú? Thì nó là mắc bệnh này mà không biết bên là bên con không biết nó làm sao. Bên này người ta có ghi sổ bệnh này là mua tầm lên phút hết luôn. Giấy tờ ra 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 dẫn này. Dạ, chú khỏi khỏi cầm mình chứng minh đi. Tại vì... là mình là người ở hiện Trà Cú, Trà Vinh ha. À, là ở Trà Cú, Trà Vinh. Mà yeah. Ba Tây B, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Yeah. Cái này là bác sĩ nói là bệnh gì chú? Chuẩn đoán rối loạn thần kinh, rối loạn thần cấp đa dạng với triệu chứng của bệnh thần kinh đó chú ơi, thần kinh phân liệt. Rối loạn thần cấp. Thần kinh phân liệt nè. Vậy lúc nhớ lúc không á. Tù lưu hết luôn á. Này là em Thương đã bị mắc chứng bệnh này là từ năm bao nhiêu tuổi hả chú? Nó mấy là cũng nó hơi gần 3 năm. Gần 3 năm có trước nó đi bỏ nhà hết 3 tháng mấy, nó chạy về nó bỏ ông hai ở đây làm. Rồi tới ra đã biết người ta là nhận thấy là điện dây rước lại đây đi vô bệnh viện luôn. Dạ. Yeah. Rồi cái triệu chứng hàng ngày mà như cô chú mà thường tiếp xúc với em là như thế nào chú? Triệu chứng của nó là nó ưa cười nó nhại rồi nó khóc. Khóc lăn là nó không khóc hung đâu, nó có ra nước mắt rồi, nó là nằm lại mà ban đêm nó không ngủ, nó đi qua đi lại luôn vậy. Đi qua đi lại. Giống như mỗi lần lên cơn thì con cũng nghe nói là em hay phóng dưới nước để mà tắm. Phóng xong. Dạ đúng. Phóng xong rồi múa hát gì đó chú. Dạ múa hát nè. Cái nhà này là của chú hay gì chú? Nhà ở trên trời chú quê ở. Dạ dạ. Rồi công việc của cô chú là làm gì? Thì đi làm cỏ rồi đặt cao chút đỉnh đó, mà hiện tại thì tôi đi làm mình rồi, bà hai cũng đau dò bệnh thì nuôi mò đi làm một người đi ăn ba người. Dạ. Thì cô chú với lại em Thương lên đây là được bao nhiêu năm rồi chú? Lên hồi 2005 tới giờ con. Dạ tới giờ luôn ha. Là mình ở đây đó chú? Dạ ở đây ở bốn này luôn, thành quả này luôn. Dạ. Ở sau đây là con thấy có trồng rau má, là đây là của bên Hiểu bên kia nhà của hàng xóm mà mình hay làm thuê làm mướn ở ngoài này hả cô? Không, của người ta thuê, còn phải của ông xin trời có ở. Dạ.
Là công việc của chú, người ta thuê chú làm gì? Đi làm cỏ rau gì rồi đi cắt rau được vậy chú. Một ngày mình kiếm được khoảng bao nhiêu chú? Thì theo mình già hay mình yếu hơn ta cũng kiếm là 5-10 bịch được. Là bao nhiêu tiền á? Có công việc công bao nhiêu việc tiền là 1 bịch chỉ cắt rau được 30 ngàn. Dạ, là 50 bịch luôn. Dạ, 50 bịch. Dạ, đi thì mình về mình gán ta chiều chú. Dạ, thì cũng được 200 mấy 300 ha chú. Dạ. À, chú ơi, con thấy là cái đôi mắt của chú màu xanh này là do mình hay là sao chú? Cái mắt là bị mình hơi già, nó mắt hơi kém hả chú? Dạ. Nó chỗ trời. Dạ. Người thấy em ta mua giang mua gì cho ngủ. Mới hồi nãy thì con cũng có tiếp xúc xíu đôi với lại em Thương á, thì con thấy em nói chuyện cũng rất là hiền. Hiền dạ. Dạ. Là từ đó tới giờ là mình cũng không có đi điều trị gì cho em hết hả cô chú? Cũng có điều trị ha. Thì hiện tại thì em Thương á, mình có được uống thuốc không cô? Có mà đi mua thuốc ở bên là bệnh viện là Tiền Giang không được, đi bên Bắc Ái là bên Lức. Dạ, và bên Lức ha. Dạ. Như một ngày như vậy thì em Thương á, mình giống như là em lên cơn là khoảng bao nhiêu lần á chú? Có khi nó đi lên cơn đi qua đi lại nó cười vậy, nó là không có biết lên cơn như nữa, tôi đi mắt đi làm. Dạ. Có vả nhà. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây thì em rất là hiền, không có quậy phá gì của ai hết á chú. Dạ, không có. Dạ. Tại cái trạng thái của nhỏ nó chỉ như nó mỉm cười, nó đi qua đi lại thôi, chứ còn nó không có biểu hiện như cái người mà bệnh tâm thần khác. Dạ. Yeah. Yeah. Anh ơi, anh cho em biết là mình là gì ở đây với lại cô chú đây ạ? Anh là chủ vườn đây, chủ nhà cho hai anh chị ở luôn. Dạ. Có nghĩa là cái nơi cái căn nhà của chú, cô chú hiện tại đang ở là ấp của anh ha. Dạ. Ồ, là cái em Thương đó là bị giống như anh có thấy là phóng xuống sông miết luôn ha. Cái thời điểm ban đầu á, nhưng bây giờ đỡ rồi, nó ít tắm rồi đúng không? Còn nhảy luôn nè. Thời điểm ban đầu lúc nó còn làm chung á, lúc cái nó mới bắt đầu nó có biểu hiện á thì nó vẫn đi làm bình thường. Dạ. Đó. Giống như thường thường là cái lên giống như nó lên giống như lên cơn đi là khoảng tầm giờ nào chú? Này mẹ anh hai mới biết được chứ. Tầm giá nó đi còn lên cơn bình thường thì nói cái trạng thái mà bảo đến lên cơn thì mình không thể, tại vì nó rất là hiền. Đúng rồi. Nó chỉ đi qua lại nó mỉm cười nó gặp người ta nó cười nó gặp nó vẫn kêu chú bình thường cho nên là mình không biết được phải là nó lên cơn hay không. Dạ thì nãy biểu hiện của nó là như vậy thôi, cái trạng thái nó như vậy. Dạ. Hồi nãy em cũng lại đây tiếp xúc thấy em thấy anh cũng thấy bình thường. Ừ. Dạ, thấy không có gì. Cái này gần đây khoảng có chắc 5-6 tháng trở lại đây nè, anh không làm nữa. Dạ. Có ngày ở nhà vậy. Lúc trước sai đi làm gì thì đi. Dạ không chịu. Ông bà kêu như tôi nên kêu nó cũng không đi. Không đi luôn. Hứa nó kêu mai làm cho chú nha. Dạ. Nhưng mai không làm. Không làm. Dạ. Hồi nãy thì con cũng có nói chuyện với lại em một xíu thì em con có hỏi là bao nhiêu tuổi thì Thương có nói là 21 mà tuổi con thỏ. Dạ. Rồi hỏi một hồi thì nói 23. Nói chung thì giống sinh năm 99 á. Dạ, đúng rồi, em mới coi giấy tờ của Thương xong nè. Mà em rất là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương luôn. Nó hiện lắm từ đó đến giờ nè, nó tới đây là từ lúc nó còn bé xíu này mà. Dạ. Ở nhiều chỗ lắm rồi, cứ chỗ nọ chỗ kia thấy tội quá thì cứ làm nhà nục sụp ở riêng canh này thì mới kêu ơi tròi này anh cất nhưng mà anh không có là ở. Dạ. Thì bảo thôi anh chị về đây ở đi đó, anh còn cái tròi xây đó nữa. Dạ. Nhà xoài tròi đó thì anh để đồ đạc các cái. Dạ. Để cho anh chị về đây ở đây cho nó chắc chắn, mưa gió đỡ sợ. Dạ. Đi làm thì đi làm cho anh, có việc thì làm cho anh, không có thì đi làm cho người ta. Yeah. À, giống như mà một người tiếp xúc bình thường như con á thì con sẽ không nhận ra là Thương mắc bệnh đâu cô chú, tại vì em bình thường lắm nhưng mà mình nói chuyện một hồi á thì mới nhận biết ra được. Cái bình thường bây giờ mình lại không biết đâu, không biết bệnh đâu. Đó, bây giờ người quen nó nói chuyện cũng như mấy đứa em mà tới tiếp xúc nó là chỉ nói chuyện được mà hồi nè, nó không nản chứ, thế
tránh anh em. Dạ đúng rồi, mới thì em nói chuyện xong tí bỏ chạy rồi. Nó mắc ỉa quá chạy đi ỉa. Đang nói chuyện. Hai em là làm bên dạ, em làm bên YouTube. À bên YouTube. Dạ. À. Kênh của mình là gì? Là Hùng Mạnh TV. Dạ, còn bé này là Thủy TV. À. Dạ. Thì qua chương trình này để kêu gọi Mạnh Thường Quân đúng không? Dạ. Giống, giống như tụi em cũng hay đi những cái nơi vùng sâu vùng xa rồi với lại hay quay đưa đăng tải lên cộng đồng mạng. À rồi lý do làm sao mà mấy em biết được Mạnh Thường nó ở đây? Là có một ông anh ở trên khúc trên này. Ảnh cũng coi cái chương trình của bên em á. À, anh gọi anh kêu xuống đây tìm hiểu cái hoàn cảnh này á để mình có thể giúp được gì không? Thôi thì qua chương trình này thì cũng còn mong cho các em thông qua để các cái kênh của các em này có nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình. Nói chung là bây giờ chị hai á thì bệnh đau rồi. Thật sự là mấy tháng nay chị cũng ở nhà không à. Anh hai thì 71-72 tuổi rồi. Mà một mình bây giờ làm để nuôi vợ, nuôi cháu nội luôn. Thì tính là hai ông bà già đi thì thằng kia lớn lên, thanh niên nó trưởng thành thì nó gánh vác được cái phần nào kinh tế rồi no cho ông bà nội nó. Ai già giờ tới tầm này tuổi cái nó này dở ra cái bệnh như vậy, ngoài cái sự mong muốn của mình. Thấy cũng vất vả cho anh hai, nhiều khi đi mua thuốc cho thương là anh cũng phải cho tiền luôn. Anh nói thiệt. Thì có những cái hỗ trợ như anh hai cũng giữ kế anh hai không lấy, nhưng mà thôi mình cho thằng cháu chứ đâu phải cho anh hai đâu. Em thấy cũng tội cái hoàn cảnh của anh hai. Ba nó thì cũng ngay cái thời điểm phát dịch á, là ba nó cũng có cái hiện tượng như kiểu bị tâm thần nhá. Rồi đi mất hút luôn. Tới giờ này nè gia đình cũng kiếm mà không thấy. Vậy là mình kiếm không gặp luôn á chú. Không gặp luôn. Nè, ba nó, mẹ nó thì mất. Và chúc mình mà mất cái liên lạc là từ cái lúc nào chú? Ngay đỉnh điểm bắt đầu bùng dịch á. Là ba nó đúng thời điểm đó là ba nó đi luôn đó. Là đi luôn. À, đi ngay cái lúc đó là cách ly giãn cách là xong xong luôn tới giờ này nè. Không còn tìm thấy cái tâm hơi nào luôn. Số điện thoại rồi là mình có không? Không liên lạc, tại liên lạc anh hai cũng cố liên lạc tới những cái chỗ điểm ngày xưa mà ba nó đang vẫn làm mướn cho người ta mà. Tại vì cái hiện tượng ba nó cũng kiểu như là cũng mắc lại bệnh tâm thần. Đi nào kiểu như là cũng vô thức à. Không có ý thức được cái chuyện gì nữa. Hôm ra vất vả cho anh hai này. Giờ giống như là anh cho vợ chồng của chú ở đây á thì ở tới cuối đời luôn hay sao anh? Thì nói chung bây giờ ông bà còn sức còn làm được, còn nếu không có điều kiện gì thì ông bà về quê, cả quê ông bà ở Tút Trà Vinh á. Ví dụ như thì bây giờ trên chương trình ở đây thì anh hỗ trợ như này thôi. Còn ví dụ anh ở đến bao giờ anh ở? Dạ hiện tại thì cô á mình đang bệnh gì cô? Mình đang mắc căn bệnh gì? Ý bệnh đi. Chị bệnh gì đau nhất vậy đó. Cô bệnh gì cô cũng không biết luôn hả? Lớn tuổi rồi đau nhất. Mà dạ con thấy cô đi cũng hơi khó khăn á. Anh hai mấy ngày hôm nay cũng đau không dám làm nè. Đau mà đang làm là phải nghỉ mà. Tại mình lớn tuổi rồi. Nghỉ rồi đi xuống làm tiếp rồi. Không tội. Dạ thì thưa cô chú, thì ngày hôm nay á con cũng tới đây qua cái sự giới thiệu của một người anh. Thì nói chung cô tới đây thì cũng thấy cô chú cũng đã lớn tuổi rồi, cũng giống như là mình đã mất sức lao động rồi, và hiện tại thì lại nuôi một đứa cháu bị thần bệnh thần kinh nữa, nên là con biết là cuộc sống của cô chú lúc này á cũng rất là vất vả luôn. Thì ngày hôm nay á, con trích 1 triệu của chị Mạnh Thường Quân, cháu tên ở bên Úc á. Con xin gửi cô chú trong thời gian này mình để mình mua cá mắm hoặc là mình mua thuốc thang ha. Dạ con gửi. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ bây giờ là ông hai nói không biết cái gì mà lời nói nữa là cảm ơn hai đứa con và Mạnh Thường Quân là có giúp đỡ là ông hai. Ông hai cũng xin cảm ơn rất nhiều. Rồi xin là Mạnh Thường Quân là có là giúp đỡ là ông hai cũng cảm ơn rất nhiều nữa. Dạ. Dạ nói chung thì
con cũng thông qua cái clip này á, con cũng cầu mong gia đình của cô chú mình có được cái duyên với này Mạnh Thường Quân, thì sẽ giúp cho gia đình mình một cái số tiền để mà mình trang trải trong cuộc sống, cũng như là mình lo tiền thuốc thang hàng ngày cho em Thương á. Sao cô lại khóc con? Xúc động quá. Hả cô? Sao cô khóc? Cô có chuyện gì cô cứ nói đi. Tâm sự đi. Khóc à? Cô tâm sự đi. Ừ, cô có chuyện gì? Thì chỉ ở các chọi bên bà sáng này. Tại các chuyện ra. Các chuyện ra thì nhà, nói chung thì cô cũng xúc động lắm cô chú, không có nói được cái lời nào luôn cô chú. Thì dạ thôi thì cũng xin thay mặt cho gia đình của cô chú gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Úc, cũng như là thì cảm ơn tất cả quý cô chú chị trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm và ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn giống như là gia đình của cô chú đây. Thì con cũng mong muốn rằng cô chú cũng ráng cố gắng mà giữ gìn sức khỏe để mà chăm lo cho em Thương. Dạ. Rồi, cô đừng khóc nữa. Rồi vậy cô với chú ráng giữ gìn sức khỏe ha. Nếu mà, dạ, con cũng mong thông qua cái clip này á, để kết nối với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước có thể giúp gì được cho gia đình mình không? Ha cô? Dạ. Rồi vậy chú với cô nghỉ ngơi ha. À, con cũng xin phép cô chú con về. Dạ. Dạ thì Mạnh cũng cảm ơn thay mặt cô chú, cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở bên Úc giấu tên đã hỗ trợ cho cô chú được 1 triệu. Rồi con cảm ơn cô chú, con chào cô chú ạ. Dạ dạ. Và những cái clip tới đây thì Mạnh cũng xin kết thúc, hẹn cô chú anh chị những video sau. Mạnh xin chào ạ.